Chào mừng các bạn đến với kênh cờ tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay tiếp tục là ba ván cờ tuyệt hay của Nam Phương công tử Lại Lý Huynh trên đấu trường Thiên Tiên Tường Kỳ. Ba ván cờ ván nào cũng phế xe tấn công rất đẹp mắt. Mời các bạn thưởng thức. Biên bản ván 1: Chu Chí Lợi thần 1.2 phế xe kinh hoàng. Bốn quân dây đánh hai xe. Sure. Sure. Sure.
将军。是。将军。是。歌声。将军。将军，持军。再将。
军。吃。破相。吃。将军。
chung. Chi. Chi. Hết cờ đi, Chu Chí Lợi đã nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gian 2, Bành Tuấn Phong phế xe lấy pháo mã, đỉnh cao, vần tàn.
吃。 不草马将军。 吃。
Chỉ. Chỉ. Tướng quân. Chỉ. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Chỉ. Tướng quân. Chỉ. 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 Tướng quân.
吃。 吃。 将军。 再将。 将军。 破事。 将军。
将军。再将。再将。绝杀！Sát cục, Bành Tuấn Phong đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gian 3. Dương Thành phế xe điên cuồng tấn công Kỳ Dương.是。
将。卧草马，将军。吃。吃。将军。将军。吃。将军。再将。吃。吃。
事。吃。将军，吃鸡。再将。将军，再将。将军，将军。再将。再将。将军，再将。将军，将军，再将。马后炮。马năm thối bảy, lưỡng chiếu sát cục. Các bạn vừa thưởng thức ba ván cờ rất hay.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.